Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay tại Berlin, tôi xin tường thuật trực tiếp về vấn đề là trùm dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam được cài cắm tại Đức và châu Âu như thế nào, và cái đường dây ma quái này đã và đang hoạt động ở Đức và châu Âu ra sao. Tôi đang đứng đây, ở ngay phía sau lưng tôi là cơ quan di trú và tị nạn của Liên bang Đức. Đây là hình ảnh các bạn đã thấy, là hình con đại bàng, và phía trên là dòng chữ của cơ quan này. Thì tại đây các bạn có thể, những cái người mà đến Đức nhập cư hoặc là tị nạn đều phải thông qua những cái cơ quan này để họ xét duyệt di trú, như visa nhập cảnh hoặc là lưu trú dài hạn, thì những cái cơ quan này cứu xét. Ngoài ra cũng từ những cơ quan này họ xem xét những cái đơn khiếu kiện khiếu nại của những người tị nạn để có thể cho phép họ định cư tại Đức, hay là trục xuất họ về một cái nước mà họ đã đến. Đây là cơ quan mà rất quan trọng của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Và như các bạn cũng đã biết, trong thời gian vừa qua, nước Đức mỗi năm đã phải nhận hàng trăm nghìn người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, và họ thấy nước Đức là một nơi đáng sống và họ muốn định cư dài hạn ở đây, thì cơ quan này là sẽ xét duyệt những cái lá đơn đó. Và một cái điều rất quan trọng ở trong cái cơ quan này, vì lý do có rất nhiều những cái người từ khắp nơi trên thế giới đến để định cư cũng như nhập tị nạn và sinh sống hoặc là học tập ở Đức, thì họ đều phải thường sử dụng những ngôn ngữ của mình, như Việt Nam, Cuba, China và nhiều nước khác. Chính vì vậy mà cơ quan này đang thiếu người rất trầm trọng, nhất là sau khi nước Đức thống nhất thì cái lượng người tị nạn đến Đức càng ngày càng đông, và cái lượng chính vì vậy mà nhân viên để làm việc cho những cơ quan này thì càng ngày càng cần phải rất nhiều người, và những người đó phải biết tiếng Đức và được đào tạo về pháp luật cũng như những cái điều kiện mà nước Đức đề ra cho những người làm việc trong cơ quan. Và một trong những người đó mà hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn đó là ông, đây là hình ảnh ông Hồ Ngọc Thắng. Ở Việt Nam của chúng ta cũng có một người như vậy. Đây là hình ảnh ông Hồ Ngọc Thắng. Đây, và các bạn sẽ thấy. Đấy. Ông Hồ Ngọc Thắng là một cái người mà năm 1976 đã sang Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là Đông Đức cũ, để đi học về ngành luật. Tức là họ học luật, nhưng mà luật ở thời Cộng sản, tức là thời Dân chủ Cộng hòa Dân chủ Đức. Và sau đó, ông ta học xong, tốt nghiệp xong, thì đến khi mà nước Đức thống nhất, thì đến năm 1991, sau khi nước Đức thống nhất, thì cái nhu cầu tuyển dụng những cái người đến làm việc tại các cơ quan di trú và tị nạn này rất đông, cho nên họ cần có những cái người đến hiểu tiếng Đức và biết một chút về luật. Chính vì vậy mà ông Hồ Ngọc Thắng này là một người Việt Nam đã được nhận vào cái cơ quan này để làm việc từ đó đến nay, tức là cái thời gian ông ta làm việc gần 30 năm trong cơ quan này. Những cái điều đặc biệt của ông Hồ Ngọc Thắng là một cái người mà mặc dù sống ở Đức ở một thể chế dân chủ, nhưng ông ta luôn luôn bình luận và đả kích cái thể chế dân chủ ở đây, và họ cũng ta ủng hộ rất mạnh mẽ cho Đảng Cộng sản ở trong nước, là Đảng Độc Tài. Và cái điều đây là hình ảnh của ông Hồ Thắng trong một lần đến Trường Sa, các bạn thấy ông ta đội hình nón cối, có hông ngôi sao ở trên mũ đấy, và ông ta rất tự hào về điều đó. Đấy, đấy, và chính điều đó, khi mà ông Hồ Ngọc Thắng viết rất nhiều những cái bài, tham gia viết rất nhiều những cái bài cho báo chí trong nước, và cụ thể đặc biệt nhất là báo Nhân dân của đây, và Nhân dân của ông Hồ Ngọc Thắng, ông ta đã viết rất nhiều bài đả kích nền dân chủ tự do tại Đức và các nước ở châu Âu, và bênh vực cho cái chính quyền và cái Đảng Cộng sản độc tài tại Hà Nội. Thì trong những bài báo này, các bạn tra trong báo Nhân dân thì sẽ ra rất nhiều những cái bài của ông, mà ông thường xuyên, khi mà gần 30 năm ông ta lĩnh lương của nước Cộng hòa Liên bang Đức với những đồng euro, thế nhưng mà ông ta lại luôn luôn viết để đả kích rất nhiều những cái chính trị gia, cũng như là cái đường lối của các nước dân chủ ở bên này, và bênh vực cho chủ nghĩa cộng sản, bênh vực cho nhà cầm quyền độc tài tại Hà Nội. Đây là những cái bài báo mà các bạn có thể xem của ông Hồ Ngọc Thắng đã viết trên báo Nhân dân trong thời gian vừa qua. Và bởi vì có những cái điều đó, cho nên sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra, tức là vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, thì bên công an, tức là bên điều tra của cảnh sát công an đã nhận được rất nhiều những cái thông tin, và nghi ngờ rằng là ông Hồ Ngọc Thắng, tức là họ có nghi ngờ là
liệu ông Hồ Ngọc Thắng có cung cấp, tức là thông qua những hệ thống dữ liệu của sở di trú và tị nạn liên bang này để lấy dữ liệu của những người Việt Nam đang sống ở Đức và châu Âu để cung cấp cho nhà cầm quyền tại Hà Nội hay không? Bởi vì điều này rất nguy hiểm khi ông Hồ Ngọc Thắng là cái người mà có thể truy cập được vào cơ sở dữ liệu này và họ có thể đọc biết địa chỉ, biết tên của những cái người Việt Nam đã và đang định cư ở tại Đức cũng như sắp tới Đức định cư. Điều đó là cái điều mà ở Đức hoàn toàn nghiêm cấm. Và hiện nay Đức cũng chưa biết tại sao ông Trịnh Xuân Thanh cùng gia đình lại bị phía công an Việt Nam biết địa chỉ và cung cấp cho phía Đức để yêu cầu dẫn độ sau này. Thì đấy là cái việc mà hoạt động gần như hoạt động gián điệp của công an Việt Nam tại Đức đã bị phát hiện. Và liệu ông Hồ Ngọc Thắng là một cái người làm trong cái sở di trú và tị nạn này có liên quan đến việc mà lấy dữ liệu của những cái người Việt Nam đang định cư và sống, học tập tại Đức và châu Âu cung cấp cho Bộ Công an Việt Nam, cụ thể là chỗ Bộ trưởng Bộ Tô Lâm hay không, Công an Tô Lâm hay không? Thì đấy là câu hỏi mà hiện nay các bên điều tra của Đức vẫn tiếp tục đang tìm hiểu. Chính vì tránh những rủi ro và những cái nghi ngờ không cần thiết, cho nên là sau những cái bài báo, rất nhiều những bài báo sau đó đã đăng mà về ông Hồ Ngọc Thắng. Đây các bạn xem, đây là ví dụ, đây một cái bài báo của báo TASS đã đăng và họ nói rằng cái tiêu đề rất rõ ràng, họ ghi rằng "The Communist is Bundesarm", tức là có một người cộng sản, có một người cộng sản nằm trên trong ngay trong cái cơ quan di trú và tị nạn của liên bang. Đấy, và trong bài báo này ghi rất nhiều những cái chi tiết về những cái sự việc mà dẫn đến nghi ngờ là liệu ông Hồ Ngọc Thắng có lấy dữ liệu của cơ quan liên bang ở đây đưa ra phía ngoài và đưa ra phía công an Việt Nam. Và cái điều đó thì nguy hiểm hết sức, bởi vì ông ta đã làm việc từ cơ quan này từ những năm 1991 và gần 30 năm nay, thì những dữ liệu của người Việt Nam ở Đức và châu Âu liệu có bị mất đưa ra ngoài hay không? Thì đấy là cái câu hỏi mà những cái bài báo ở Đức họ đặt câu hỏi. Và sau những bài báo như thế này, ngoài ra còn có đài phát thanh, đài truyền hình của Đức cũng đăng, và rất nhiều báo chí Đức cũng đăng liên tục về ông Hồ Ngọc Thắng sau vụ bắt cóc xảy ra. Và sau đó thì như các bạn cũng đã biết thì ông Hồ Ngọc Thắng đã có những cái hậu quả phải gặp phải. Sở dĩ họ nghi ngờ ông Hồ Ngọc Thắng là một con người được Cộng hòa Dân chủ Đức đào tạo học luật, nhưng mà luật về cộng sản, thì sau đó rồi thì ông ta lại làm việc cho nhà nước tư bản, tức là năm 1991 ông ta bắt đầu làm việc. Thì ông ta đã sử dụng những cái tự do ngôn luận ở Đức và châu Âu để ông ta viết những bài báo mà đả kích lại cái nền dân chủ và tự do bên này. Và cụ thể nhất là cái bằng chứng rất là rõ ràng, đó là việc ông ta nhận được rất nhiều những cái giải thưởng của những tờ báo của Đảng ở trong nước, như báo Nhân Dân, ví dụ đây là cái chứng nhận. Đây là ban Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi rất rõ ở trong cái tờ chứng nhận này. Ban biên tập báo Nhân Dân chứng nhận tác giả Hồ Ngọc Thắng với bài "Việc làm bình thường và cần thiết của mọi chính đảng" đã được đăng vào báo Nhân Dân vào 27 tháng 11 năm 2018. Thì đây là cái thông tin mà các bạn cũng có thể tra khảo ngay ở trên các trang mạng xã hội, thậm chí là ở trên cái đường live stream trực tiếp của chúng tôi sau khi phát chương trình này, thì các bạn cũng sẽ xem được những cái chứng nhận này của báo Nhân Dân, tức là cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương tặng cho tác giả Hồ Ngọc Thắng, là một cái người đã làm việc ở cơ quan di trú và tị nạn này của Đức. Đấy, đây là những cái chứng nhận. Và ông Hồ Ngọc Thắng này rất là vui mừng khi nhận được những cái kết quả đó, khi giải thưởng đó. Và ngoài ra thì ông ta còn có những cái lật lại cái hồ sơ của ông Hồ Ngọc Thắng, thì ông ta còn có rất nhiều những cái giải thưởng mà trong nước, tức là những cái bằng chứng nhận trong nước mà Việt Nam đã trao tặng cho ông ta. Đấy, ví dụ như là các bạn thấy đây là giấy chứng nhận này, được tặng danh hiệu dũng sĩ, bởi vì ông Hồ Ngọc Thắng là một trong những cái người mà cũng đã tham gia vào trong cái thời gian trước để đánh thời gian mà đi lính cho bộ đội Việt Nam ở Việt Nam, thì ông ta cũng đã được tặng là danh hiệu dũng sĩ cho đồng chí Hồ Ngọc Thắng B1C5D1, đấy, quê Hải Ninh Thanh Hóa, Hải Minh Tĩnh Gia Thanh Hóa. Đấy, và được tặng danh hiệu dũng sĩ quyết thắng. Đấy, dũng sĩ quyết thắng, và trong đó có ký đàng hoàng. Thì với cái danh hiệu, giấy chứng nhận được tặng danh hiệu dũng sĩ này, thì các bạn cũng phải biết rằng là cái điều rất nguy hiểm, bởi vì là ông ta phải tiêu diệt được rất nhiều những cái người khác, tức là bắn chết rất nhiều người khác, những cái người Việt Nam ở phía Nam chẳng hạn, những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa
hoặc thậm chí là giết chết cả rất nhiều những cái binh lính của Mỹ, hoặc là kể cả phía Đức họ cũng cử ra sang Việt Nam nhiều đoàn bác sĩ, y tá để khám chữa bệnh và xây dựng những cơ sở chữa bệnh ở Việt Nam, và rất nhiều người đã bị bắn chết trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam. Thì không loại trừ rằng cái giấy chứng nhận được tặng danh hiệu dũng sĩ này là trong đó có là nhân mạng, sinh mạng của những cái người người của công dân của Cộng hòa Liên bang Đức lúc đó. Thì đấy là cái điều rất nguy hiểm, bởi vì và hơn nữa ông Hồ Ngọc Thắng ông ta rất tự hào với những cái giấy chứng nhận này, tức là giấy chứng nhận giết người này đấy. Và các bạn phải biết rằng dũng sĩ thì là cái người bắn và giết được rất nhiều người thì mới được dũng sĩ đấy, hoặc là có cái chiến công nào đó mà có thể tác động và làm mất mạng rất nhiều những người người khác như lính Mỹ hoặc những người lính của Việt Nam Cộng Hòa đấy. Và không những thế, ông Hồ Ngọc Thắng còn liên tục viết theo những cái yêu cầu và gửi những bài để đăng trong nước chỉ trích nước Đức và chỉ trích những chính trị gia Đức, cho nên ông ta được rất nhiều những cái giải thưởng, và ông ta thường khoe những giải thưởng này trên mạng, tự đưa lên trên mạng để khoe. Đấy, đây là ví dụ như là Ban chỉ đạo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2014 này. Đấy, đây là mời đến tới dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2014 này. Đấy, đây là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ký. Đấy, và Phạm Văn Linh ký. Đây là những cái giấy mà ông Hồ Ngọc Thắng ông ta đã tự chia sẻ trên mạng xã hội, bởi vì ông ta tự hào là người mà đã viết được những cái bài báo và đả kích lại chính cái nơi mà ông ta đang sống, đang ở, và ngay cả vợ và con ông ta cũng đang ở chính ở nơi đây. Thì hiện nay là đấy là những cái thông tin mà chúng ta nhận được. Ngoài ra thì cái đường dây, chúng ta phải tìm hiểu xem cái đường dây của ông Hồ Ngọc Thắng như thế nào, tức là ông ta sống ở đây, sinh hoạt ở đây thì không phải chỉ là một mình, mà ông ta còn có những cái người đối tác khác, có những cái người cộng sự khác. Và cụ thể nhất và bằng chứng rất rõ ràng đó là những cái liên kết trên các trang Facebook của ông Hồ Ngọc Thắng với nhiều những cái người mà cực đoan và những người mà thường là làm theo mệnh lệnh của những người được cho là trong nước hoặc là sứ quán Việt Nam ở Đức ra lệnh, thì họ thường làm và viết những cái câu biệt thị hoặc là chửi bới những cái người mà không cùng với cả cái chính kiến với cả sứ quán hoặc chính kiến với cả nhà nước Việt Nam. Mà đây là cái bằng chứng rất rõ ràng, đây là hình ảnh, ví dụ các bạn đã xem, đây là hình ảnh của ông Hồ Ngọc Thắng chia sẻ trực tiếp trên trang Facebook của mình. Ở cái góc trên cùng các bạn thấy là cái hình ảnh lại là ông Hồ Ngọc Thắng, đây rất rõ đấy. Và trong này thì ông ta chia sẻ những cái nội dung của những cái người được cho rằng ở Đức là đang viết những cái câu miệt thị nhà báo Lê Trung Khoa, hoặc là những cái người mà đi biểu tình chống cái sự bắt cóc, tức là phản đối cái bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì những cái người này viết lên trên đó, và ông Hồ Ngọc Thắng rất khoái chí và chia sẻ ngay lập tức trên trang Facebook của mình. Và như vậy là không, tức là họ là kết bạn với nhau và họ phải có quan hệ với nhau thì họ mới làm như vậy. Chính những cái người này, ví dụ như là Janet Thường Nguyễn, là cái người này là ở Phan Phút, tức là ở Phan Phút Tho, tức là ở đường Phan Phút Tho ở Berlin, là cái người mà đang ở Berlin, thì đây là cái người mà chuyên môn chửi bới và nhục mạ những cái người Việt Nam khác khi mà họ không đồng lòng đồng tình với cả những cái chủ trương của Đảng Cộng sản trong nước. Thì đây là những người mà phải nói là tay chân rất đắc lực cho những cái người mà tuyên truyền ở trong nước. Đấy, các bạn thấy không? Họ kết nối với nhau và họ thành một cái mạng lưới rất rộng lớn, rất mạnh, để họ liên tục tìm mọi cách để chấn áp tiếng nói dân chủ, tiếng nói tự do của những người Việt Nam định cư ở Đức. Đấy, thì cái điều đấy là rất nguy hiểm, bởi vì như vậy là họ đã can thiệp vào cái nền tự do và dân chủ của Đức, và họ can thiệp vào và họ vi phạm cái hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức. Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải xem xét. Và nguy hiểm hơn là có những bằng chứng cho thấy là lực lượng dư luận viên này dưới sự chỉ đạo của những cái chùm dư luận viên như chúng tôi vừa trình bày, thì là họ đã chỉ đạo theo dõi, theo sát, dùng ô tô theo dõi để xem những cái người mà hay viết ở trên mạng xã hội như tôi, hoặc là nhà báo, hoặc là một số người khác, họ làm gì, đi đâu, gặp ai. Thì đây là cái hình ảnh mà chính cô, cái người tên là cô là Đinh Tú Anh đây, đã chia sẻ trên mạng xã hội của mình. Đây các bạn xem, hình ảnh này rất rõ ràng ở chỗ là đây là hình ảnh cô ta chia sẻ. Đây là hình ảnh các bạn nhìn rất rõ. Cái này rất nguy hiểm. Đây là của cô Đinh Tú Anh, cũng là một người kết bạn với Hồ Ngọc Thắng. Hình ảnh này là hình ảnh khi mà họ chụp trộm. Đây họ chụp trộm là khi mà tôi đang ngồi làm việc
ở bên một cái nhà hàng ở bên ngoài, lúc đó tôi đang trả lời phỏng vấn của đài BBC ở London, thì những cái người này đã theo dõi, đi xe theo dõi và dùng máy ảnh chụp từ xa để chụp cái việc mà tôi đang ngồi. Bởi vì cái chỗ mà tôi ngồi làm việc như thế này thì thường nó rất là, nó cũng không phải là ngoài đường mà nó cũng không phải ai cũng biết, nhưng mà họ đã đi theo luôn, và họ dùng máy ảnh họ chụp và sau đó họ đưa lên mạng để họ dùng những cái commenta để họ đe dọa. Đấy, thì đây là cái rất nguy hiểm, và hiện nay an ninh Đức vẫn tiếp tục đang điều tra về cái việc này, là của Đinh Tú Anh là một trong những cái người mà kết bạn với ông Hồ Ngọc Thắng và luôn chia sẻ những cái thông tin mà ông Hồ Ngọc Thắng đưa ra. Thì phải nói là cái đường dây này rất là ghê gớm, không phải chỉ ở Jena nơi ông Hồ Ngọc Thắng đang sống, mà còn nó còn kết nối với cả những cái đối tượng cực đoan ở Berlin, thế như là cô Đinh Tú Anh này chẳng hạn. Thì cô đã chia sẻ cái ảnh của tôi đang ngồi đây, các bạn nhìn rõ, để soi sát, các bạn thấy không, đấy, soi rất sát là các bạn thấy là tôi đang ngồi ở trên một cái bàn, và đấy là máy tính, lúc đó tôi đang trả lời phỏng vấn của đài BBC ở London. Thế nhưng họ đã chụp trộm và họ đưa lên mạng để họ nói rằng đe dọa đấy. Đấy, và tất nhiên là những hình ảnh này đã được tôi gửi cho an ninh Đức để điều tra, và cái điều đó chúng tôi sẽ công bố tiếp. Thì đây là những hình ảnh mà đã bị chụp trộm của Đinh Tú Anh chụp trộm, và không những họ lén lút họ chụp trộm những cái hình ảnh như vậy, mà họ còn công khai viết và đả kích những cái hoạt động ở bên Đức, ví dụ như những hoạt động hội nghị khi ở tòa báo TASS là cái nơi mà đăng rất nhiều những bài báo về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, về những cái hoạt động của mật vụ Việt Nam tại Đức và châu Âu, thì họ tổ chức một cái hội nghị để mời những cái diễn giả Đức và những người Việt Nam nếu muốn thì có thể đến để tham gia. Thế nhưng mà những cái người này, cái mạng lưới dư luận viên này rất ghê gớm, họ đã tung ngay những chiêu bài là tẩy chay và đe dọa, thậm chí đe dọa đánh bom bẩn. Bom bẩn thì các bạn biết rồi, là không biết là bom bẩn là cái gì, thì họ chỉ viết trên mạng như vậy. Thì đây là cái hình ảnh mà họ đã chia sẻ trên các phương tiện. Đây, tôi sẽ và những họ đã chia sẻ liên tục những cái thông tin mà để đe dọa những cái nhà báo, đe dọa những cái người hoạt động ở đây, và ngay cả họ đe dọa cả những cái việc mà dùng đánh bom bẩn. Bom bẩn tức là cái thứ mà ở đây thì, ở Đức thì không có, thế nhưng mà ở Việt Nam thì không biết họ dùng bom bẩn là cái gì. Và đây là tôi xin đưa cái thông tin, cái bằng chứng để các bạn cùng xem. Đây là cái hình ảnh mà một cái người tên là cô là Đinh Tú Anh đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình, và cô ta đã gạch những cái status, tức là những cái thông tin mà thời báo đăng lên, và sau đó để có những cái bình luận nói rằng là sẽ kêu gọi nhiều người đến đấy để đánh bom bẩn, đấy, ném bom bẩn. Cái bom bẩn có thể là mắm tôm, là có thể là cái gì đó, nhưng cũng có thể là bom, là cái chất nổ, và nó không giết người bằng những cái lực nổ, mà nó giết người bằng những cái chất độc, ví dụ như là những cái chất uranium chẳng hạn, hoặc là những cái bụi phóng xạ gì đó, thì nó cũng có thể là gọi là bom bẩn. Thì cái này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Và cô Đinh Tú Anh là một trong những cái người rất nhiệt tình đưa ra cái lời kêu gọi này và yêu cầu mọi người đến phá cái hội nghị của Đức này. Mà bản thân cô Đinh Tú Anh cũng là một cái người sống ở Berlin và đã đưa những cái lời lẽ nhục mạ cái hội nghị này của Đức và đe dọa đánh bom bẩn. Đấy, thì đây là cái điều rất nguy hiểm mà cái mạng lưới này đang hoành hành ở Đức và châu Âu, và cái điều đó, và các bạn cùng xem, đây là hình ảnh. Đấy, và sau này chúng tôi sẽ đưa những hình ảnh này tiếp tục vào livestream này để các bạn cùng nhận xét. Đấy, và không những thế mà họ còn trực tiếp họ ra trực tiếp những cái chỗ mà người Việt Nam ở đây, họ hội đoàn ở đây, họ đăng ký, họ xin phép để biểu tình chống bắt cóc. Thì những cái cô này là cái người mà rất nhiệt tình trong cái việc mà chạy đi ra những cuộc biểu tình đó, chửi bới và nhục mạ những cái người mà tham gia biểu tình. Đây các bạn xem, đây là hình ảnh của một trong những cái người đó. Đấy, họ đứng ra, họ chửi rồi họ nhục mạ những người biểu tình, và họ nói những cái điều mà dư luận viên, chỉ có dư luận viên ở trong nước mới có thể nói được những cái điều như vậy. Đấy, và họ ngăn cấm biểu tình, đe dọa những cái người tham gia biểu tình. Đấy, rất dữ dội. Đây là một trong những cái cô mà có kết bạn với ông Hồ Ngọc Thắng. Đấy, là mạng lưới của nó họ rất rộng,
Tất nhiên là khi mà đoàn biểu tình diễn ra thì bao giờ cũng có sự bảo vệ của cảnh sát. Các bạn thấy những cái xe đằng sau màu xanh, đấy là xe của cảnh sát bảo vệ. Tuy nhiên, những cái người này họ hành động, họ rất ngông cuồng và họ không biết sợ và họ không coi pháp luật Đức là gì cả. Cho nên họ vẫn cứ nhảy ra ngay trước đoàn biểu tình, họ chửi bới những người tham gia biểu tình. Đấy. Và họ nói là phản động thế nọ, họ nói phản động thế kia, rồi là nhục mạ cá nhân. Đấy, thì đây là một hình ảnh của một trong những cái cô là dư luận viên hàng đầu ở Berlin mà có kết nối và kết bạn với ông Hoàng Thắng. Đấy. Đấy. Bạn thấy. Mặc dù họ được sống trong những cái đất nước dân chủ và tự do như Đức và châu Âu, mà họ hàng ngày đi làm để họ có thu nhập, nhưng mà họ vẫn tiếp tục phục vụ cho cái hoạt động và cái mong muốn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dường như họ là những cái bàn tay nối dài của Đảng Cộng sản sang bên Đức để đe dọa và nhục mạ của những người mà nói khác chính kiến với họ. Và nguy hiểm hơn là họ có những cái hoạt động giống như là mật vụ Việt Nam. Đây, tức là những cái ảnh này các bạn thấy, đây những cái ảnh này mà họ sau khi họ chụp trộm từ, các bạn thấy cái đường cong ở trên cái bức ảnh này màu đen đấy, đấy là trong một cái cửa sổ ô tô. Đấy, tức là họ đứng từ xa, họ đỗ ô tô đi theo, sau đó họ chụp trộm xem là những cái người mà hoạt động báo chí như tôi hoặc là một số người khác là làm gì, trao đổi với ai. Đấy, các bạn thấy bên đằng sau trong xa ấy, thì là tôi đang ngồi bên trong. Đấy, ngồi bên trong rất nhỏ thôi, đấy hơi xa, nhưng mà cái ảnh lúc nãy thì tôi đã phóng to rồi, thì trong cái đấy là tôi đang ngồi trong đó và họ ngồi từ xa. Đấy, họ chụp cái ảnh, tức là trong cái ô tô chụp ra, và sau đó họ đưa những cái ảnh này lên trên mạng xã hội và họ comment, họ đe dọa, họ chửi bới. Đấy, thì đây là cái điều rất nguy hiểm của cái mạng lưới dư luận viên của Đảng Cộng sản tại Đức và châu Âu đang hoạt động ở Đức. Và đây là những cái bằng chứng mà đưa ra rất cụ thể. Tất nhiên là có những cái người như ông Hồ Ngọc Thắng là có thể nói là như một chùm dư luận viên. Ông ta là luôn luôn nhiệt tình cổ vũ cho mọi cái hoạt động của Đảng Cộng sản, và ông ta là cái người mà cũng viết và đóng góp rất nhiều bài báo cho báo Nhân Dân để cho họ có những cái phản biện, tức là họ phản biện lại những cái tự do, cái vấn đề tự do và dân chủ ở Đức và châu Âu. Đấy, tại những người như này. Đấy. Và bên cạnh đó thì chúng ta đã biết qua một số cái chương trình trước đây thì đấy là có những cái người mà họ thường xuyên có tiếp xúc với sứ quán và thân thiết với đại sứ quán. Thì các bạn thấy qua cái hình ảnh này, đây là hình ảnh mà tôi cũng đưa hôm qua, đấy là ông Sơn Điền, và ngồi bên cạnh là mặc áo màu xanh, còn cái áo vest đấy là ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng, là ăn nhậu thường xuyên và rất thân thiết. Thì đây là một cái người mà cũng đe dọa tôi trong cái thời gian vừa qua. Đấy, Sơn Điền. Và những cái người này là có kết nối bạn bè với nhau hết, trong theo dõi trong những Facebook của họ, họ đều có comment tha với nhau hết, đều kết nối với nhau hết, từ Minh Trèn chỗ Sơn Điền cho đến những cô Đinh Tú Anh ở Berlin, cho đến Jena của Hồ Ngọc Thắng, đều là một cái mạng lưới. Nếu mà chúng ta kết nối lại với nhau thì rất rõ ràng đấy là những cái góc, đây là ngã ba của nước Đức, để họ dường như là bao vây nước Đức để tìm mọi cách là khống chế người Việt Nam ở Đức. Đấy là cái hoạt động của họ rất nguy hiểm. Và tức là ngoài ra ông Hồ Ngọc Thắng ấy thì còn ông ta còn có rất nhiều giải thưởng, và ông ta luôn luôn tự hào với những cái giải thưởng do Đảng Cộng sản trao tặng ông ta. Mặc dù ông ta sống ở Đức là một cái đất nước dân chủ và tự do, nhưng ông ta luôn viết về những cái vấn đề đả kích lại nền dân chủ và tự do, và khen ngợi cái Đảng Cộng sản và khen ngợi cái sự độc tài, Đảng Cộng sản độc tài, cái nền độc tài trong nước ở Hà Nội. Thì đấy là cái điều rất mâu thuẫn trong cái thời gian vừa qua, trong cả cái quãng đời hoạt động cũng như hoạt làm việc của ông Hồ Ngọc Thắng gần 30 năm trong cái nơi này, đây là sở di trú và tị nạn của Liên bang Đức, và ở đây thì nắm giữ rất nhiều những hồ sơ, những cái giấy tờ và địa chỉ của tất cả những người Việt Nam của chúng ta. Khi mà chúng ta định cư ở Đức thì ở đây họ nắm được hết. Và những người như ông Hồ Ngọc Thắng là rất nguy hiểm, bởi vì là có khả năng là ông ta có thể lợi dụng cái việc mà có thể xâm nhập vào hệ thống dữ liệu, thì ông ta vào trong này để ông ta lấy những dữ liệu đó để cung cấp cho cái nội vụ Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay từ Cộng hòa Liên bang Đức. Và chương trình đầu tiên, chương trình vừa chúng tôi vừa trình bày đó là việc mà chùm dư luận viên tại Đức và châu Âu đã
đã bị phát hiện ra như thế nào và cái đường dây của họ ra sao. Đấy là chương trình thứ nhất. Và sau đây 15 phút thì chúng tôi sẽ phát tiếp chương trình thứ hai là hậu quả những cái người này sẽ phải gánh chịu như thế nào và nước Đức đã đối xử như thế nào khi mà biết những cái thông tin như vậy và kết quả ra sao. Thì các bạn sau 15 phút nữa mời các bạn xem chương trình thứ hai thì sẽ biết được kết quả là những dư luận viên này như thế nào. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn sau 15 phút nữa.